Thưa quý vị, mới đây, một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại khu chung cư trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Nạn nhân là một cụ ông 74 tuổi, được xác định là đã tử vong trong tình trạng không còn nguyên vẹn. Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân được xác định là do rơi từ tầng 19 của tòa chung cư, dẫn đến tử vong. Khoảng 5 giờ cùng ngày, người dân sống tại khu chung cư trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, đi tập thể dục, thì nghe thấy tiếng động mạnh dưới khuôn viên của tòa S603 chung cư. Khi người dân chạy lại thì thấy ông NTT, 74 tuổi, ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh, nằm bất động dưới sân chung cư. Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Được biết ông T cùng con ruột thuê căn hộ tại tầng 19, tòa S603. Bước đầu nghi vấn, nạn nhân rơi từ tầng này xuống. Cách đây hơn một tháng, trên địa bàn thành phố Thủ Đức cũng xảy ra vụ nam thanh niên rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong. Cụ thể, vào khoảng 12 giờ ngày 24 tháng 4, người dân sống tại khu chung cư trên đường Nguyễn Diển, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, nghe thấy một tiếng động mạnh ở khuôn viên tòa nhà S107. Khi chạy ra thì họ thấy một nam thanh niên nằm bất động. Theo một số nhân chứng, nạn nhân tên LTT, 23 tuổi, quê ở Thái Bình, thuê căn hộ sinh sống tại tầng 25 của tòa S107 cùng một cô gái. Hiện công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc.